Kính chào quý vị và các đồng chí. Ở nơi tuyến đầu của Tổ quốc, dù có khó khăn vất vả gian lao, nhưng sứ mệnh canh giữ biển trời quê hương luôn được cán bộ chiến sĩ Trường Sa thực hiện từ tình yêu Tổ quốc bằng mệnh lệnh trái tim mình. Với họ, hình ảnh Tổ quốc chính là tiếng sóng vỗ rì rào vào gành đá, là tiếng hải âu trao liệng trên bầu trời, là tình cảm dạt dào từ đất liền gửi ra đảo, là nỗi nhớ mẹ, nhớ em khi tiếng còi tàu đã rời xa. Và cũng chính vì lẽ đó, tình cảm của đất liền dành cho những người lính đảo cũng thật đặc biệt. Chào các chú, cháu tên là Lê Hoàng Anh, lớp 5 ở thủ đô Hà Nội. Lần đầu tiên, cháu chúc các chú mạnh khỏe, vì có sức khỏe tốt thì mới làm tốt mọi công việc, đúng không ạ? Các chú ạ, dù cháu chưa một lần được ra Trường Sa nhưng cháu cũng đã hình dung được những khó khăn đó. Các chú không ngại rời xa gia đình để đến nơi xa xôi này. Cháu biết rằng cuộc sống của các chú thiếu thốn về vật chất, gian nan và nguy hiểm nhưng các chú vẫn cố gắng bảo vệ chủ quyền của đất nước. Cảm ơn các chú đã cho cháu một cuộc sống hòa bình trên mọi miền đất nước cho đến ngày hôm nay và mai sau. Cháu sẽ cố gắng học giỏi để sau này tiếp bước các chú xây dựng đất nước giàu, đẹp, hòa bình. Cháu của các chú Lê Hoàng Anh. Ngày xưa tôi cũng là một cậu bé rất ngây thơ, cũng cảm phục các chú bộ đội Trường Sa. Và giờ đây tôi là một người chiến sĩ Trường Sa, cũng biết những khó khăn vất vả gian nan mình từng trải. Và khi nhận được những bức thư của các cháu nhỏ thì tôi rất là vui. Và đây sẽ là động lực để cho tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ những ngày tại đảo. Khi nhận được các cái bức thư, lời chúc, câu động viên của các cháu nhỏ thì anh em bộ đội Trường Sa rất là phấn khởi và tạo được cái niềm tin và cái động lực để trong phấn đấu trong quá trình học tập rèn luyện và như là sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tốt cái chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc. Ngay từ ngày trước tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, những cái thời ngây ngô tôi cũng đã từng viết những bức thư gửi cho các chú bộ đội ở Trường Sa. Thì hôm nay sau nhiều năm mà đến ngày hôm nay tôi khoác trên quân phục quân hàm xanh để bảo vệ Tổ quốc thì tôi lại nhận những bức thư từ các cháu. Qua đọc những bức thư các cháu thì bản thân tôi thấy rất là xúc động và cũng biết được rằng là những thông tin ở Trường Sa là các cháu hiện nay cũng đã nắm được và cũng đã hiểu được về những vất vả. Bản thân tôi cũng sẽ lấy là đây là cái bản là xây dựng bản lĩnh cho mình và hướng về sau này để giáo dục cho con cái của mình sau này. Những cánh thư mang bao tình cảm đó đã vượt hàng nghìn cây số để đến với các anh, những người lính đảo Trường Sa nơi biên cương Tổ quốc. Chưa một lần gặp gỡ, chưa một lần trò chuyện, nhưng sự ngây thơ, chân tình mà lũ trẻ dành cho cán bộ chiến sĩ như tình thân trong gia đình. Tình cảm ấy luôn ấm áp, yêu thương. Bộ đội Cụ Hồ là thế, đi dân nhớ, ở dân thương. Các anh không chỉ là điểm tựa, là niềm tin mà còn là niềm tự hào, kính phục.